Ok. Hello các con, hôm nay mình học một số từ cho nên là bây giờ cô Khuyên sẽ đọc lại các từ và các con về nhà nhớ là khi có thời gian thì lấy ra xem lại đọc lại nha. Rồi, bây giờ mình sẽ có những từ sau, ví dụ như là con cáo đọc là fox. Fox. Con cá đọc là fish. 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 Và con ếch đọc là frog. 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 Cái này là con cáo nó khác nè, fox. Còn con ếch đọc là frog. Ok. Rồi, khác nhau ha. Và bên cạnh đó mình học thêm một số từ, ví dụ như là rồi. Và mình có cái ly thủy tinh nha, là glass. G l g l glass. Con dê đọc là goat. 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 Khu vườn đọc là garden. 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 Ok, cô Khuyên đọc lại nha. Glass. Goat. Goat nha, rồi thêm âm tờ nữa. Goat. Garden. Garden. Okay. Here we have some work here. Và bên cạnh đó thì còn có một cái rồi, một con khác nữa đó là con gorilla. 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 Gorilla là con khỉ, khỉ đột, mình có hay gọi là khỉ đột hoặc là con khỉ gorilla ha. Nếu mà mấy bạn thấy khó đọc gorilla quá, mấy bạn có thể đọc là khỉ đột. Ok. Bây giờ cô Khuyên đọc lại những từ nãy giờ nha. So we have fox là con cáo ha. Fish là con cá. Frog là con ếch. Glass là cái ly. Goat là con dê. Garden là khu vườn. Và gorilla là con khỉ gorilla hoặc là con khỉ đột. Rồi, mấy con về nhà nhớ xem bài nha. Ok, goodbye.